bão số 3 đi vào vịnh Bắc Bộ với sức tàn phá chưa từng có 10 năm qua. Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, tên quốc tế là Yagi, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã tổ chức cuộc họp chia sẻ thông tin với báo chí về tình hình cơn bão này. Nhiều nhận định và dự báo về cơn bão đã được các chuyên gia đưa ra chi tiết cụ thể. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay bão số 3 đã mạnh lên cấp 12-13, tăng lên 4 đến 5 cấp so với thông tin ban đầu về bão. Quỹ đạo và xu hướng tăng cấp của bão vẫn giữ nguyên so với các bản tin trước đó của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Khoảng chiều ngày 6 tháng 9, bão số 3 đạt cấp 15-16 gần khu vực phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc, sau đó sẽ vào vịnh Bắc Bộ. Với những dữ liệu hiện tại thì nhiều người cho rằng bão số 3 đi vào vịnh Bắc Bộ với sức tàn phá chưa từng có trong 10 năm qua. Về diễn biến cơn bão, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết khoảng đêm ngày 6 và ngày 7 tháng 9, bão sẽ đi vào phía bắc vịnh Bắc Bộ với cường độ gió cấp 12-13, giật cấp 15. Vùng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 12. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 sẽ xảy ra một đợt mưa to đến rất to trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình là 5 tỉnh, thành phố được dự báo chịu tác động mạnh nhất của bão. Gió vùng ven biển gần tâm bão có thể lên tới cấp 9, cấp 11, giật cấp 13. Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to, nguy cơ cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Bão số 3 được nhận định có thể đạt cấp 15, giật cấp 17, tức là cấp siêu bão trên khu vực Biển Đông. Khi vào vịnh Bắc Bộ, bão đã đi qua đảo Hải Nam và phía bắc bán đảo Lôi Châu Trung Quốc nên đã giảm cấp và không còn là siêu bão. Khả năng bão số 3 vào vịnh Bắc Bộ là rất cao, khoảng 70-80%. Đánh giá nguyên nhân trong 24 giờ qua, bão số 3 liên tục tăng cấp. Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, điều kiện môi trường ở khu vực Bắc Biển Đông đang thuận lợi cho quá trình phát triển của bão với nền nhiệt độ 31 độ C duy trì nhiều ngày qua. Bên cạnh đó, khu vực này trong thời gian dài chưa xuất hiện bão nên năng lượng tích tụ, độ ẩm, hoàn lưu khí quyển và khí áp dòng dẫn liên tục tăng cấp. Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, thời tiết oi nóng của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ không phải là điều kiện thuận lợi cho phát triển bão, nhưng lại gây nguy cơ dông lốc trước bão. Dự báo, chiều ngày 6 tháng 9, khi bão cách đất liền 400-500 km, Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội sẽ có mưa dông kèm lốc sét tập trung ở Đông Bắc Bộ. Bão số 3 có thể được coi là cơn bão mạnh nhất đi vào vịnh Bắc Bộ trong 10 năm trở lại đây. Cường độ và quỹ đạo có thể tương đương với cơn bão năm 2014 và năm 2016. Các đài khí tượng quốc tế đều có chung nhận định với cơ quan khí tượng Việt Nam về quỹ đạo và xu hướng của bão số 3 về cường độ phổ biến từ cấp 15 đến 17. Từ nay đến cuối năm, tình hình mưa bão sẽ đạt cao điểm vào tháng 10. Trong tháng 9, tập trung ở các tỉnh phía Bắc, đến tháng 10-11, mưa bão tập trung vào miền Trung, đặc biệt là khu vực Trung Trung Bộ. Còn theo ông Đinh Hữu Dương, trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn, khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, sóng biển khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh ở mức cao từ 5-7 m, khu vực gần tâm bão từ 7-10 m, nếu bão tăng lên cấp 15-16 có thể cao từ 10-12 m, gây nguy hiểm với tàu thuyền, kể cả các tàu đã vào khu neo đậu nhưng không thực hiện những biện pháp tránh trú an toàn triệt để. Về những tác động của bão số 3 tới thủ đô Hà Nội, ông Đinh Hữu Dương cho biết, dự kiến ngày 7 tháng 9, thủ đô Hà Nội bắt đầu chịu ảnh hưởng của bão. Đêm 6, sáng ngày 7 tháng 9, khu vực này có gió cấp 5 đến cấp 7, mạnh nhất ở cấp từ 7 đến 9. Ngày 6 tháng 9, thủ đô Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa dông mạnh trước bão, xảy ra bất chợt trong ngày, đề phòng tình trạng bật đổ cây, lốc sét. Bên cạnh đó, mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn có thể gây tình trạng quá tải hệ thống thoát nước khu vực nội thành, gây ngập lụt đô thị và các vùng trũng thấp. Các hệ thống sông Tích, Cà Lồ, Bùi có đợt lũ cao từ 1-3 m xuất hiện trở lại các vùng ngập lụt trong nhiều ngày tại các xã thuộc huyện Chương Mỹ. Ứng phó bão số 3
với phương châm chuẩn bị không hối tiếc, hành động không hối tiếc. Tiếp tục với việc ứng phó với bão số 3, được coi là cơn bão mạnh nhất đi vào Vịnh Bắc Bộ trong 10 năm qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhận định đây là một cơn bão rất mạnh. Do vậy, cần ứng phó với phương châm chuẩn bị không hối tiếc, hành động không hối tiếc. Cụ thể, cần huy động mọi lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng phó với bão số 3, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Nhận định về bão số 3, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, lúc 14 giờ ngày 4 tháng 9, bão số 3 cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 710 km với sức gió cấp 12, giật cấp 15. Đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh. Khoảng đêm ngày 6 và ngày 7 tháng 9, bão sẽ đi vào phía Bắc Vịnh Bắc Bộ với cường độ gió cấp 12-13, giật cấp 15. Vùng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 12. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 sẽ xảy ra một đợt mưa to đến rất to trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trường hợp ít khả năng hơn là bão di chuyển lệch hơn lên phía Bắc, đi dọc ven biển Quảng Tây Trung Quốc thì những tác động về mưa gió sẽ giảm hơn. Đề cập đến tình hình gió mạnh của bão, ông Mai Văn Khiêm cho hay, ngày 4 tháng 9, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 9, bão mạnh cấp 14-15, giật cấp 17 ở vùng gần tâm bão. Cùng với đó, các địa phương chủ động xây dựng các tình huống, kịch bản phù hợp với diễn biến của bão. Trong đó, chú trọng khuyến cáo đến nhân dân trong việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây để đảm bảo an toàn cho người dân trước, trong và sau bão. Tùy vào diễn biến của bão, các địa phương chủ động cấm biển, tổ chức các hoạt động khai giảng năm học mới phù hợp. Các cơ quan truyền thông phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về bão số 3 đến các địa phương, người dân để chủ động các biện pháp ứng phó hiệu quả, kịp thời. Các bộ ngành địa phương cần kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống. Các địa phương cần xử lý ngay các tình huống của bão nếu xảy ra. Trong trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, cần báo cáo ngay ban chỉ đạo, các bộ ngành liên quan để phối hợp hỗ trợ, xử lý kịp thời. Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, bão gây mưa rất lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có nơi trên 500mm. Từ đêm ngày 6 tháng 9, vùng biển ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Từ trưa và chiều ngày 7 tháng 9, vùng biển ven bờ khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 10, cấp 11. Các đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô chịu tác động của sóng lớn và nước dâng bắt đầu từ chiều ngày 6 tháng 9. Vùng biển ven bờ Quảng Ninh đến Nghệ An, mặc dù thủy triều thấp nhưng nước dâng do bão và sóng cao nên vẫn còn nguy cơ ngập ở vùng trũng, thấp ven biển, ven sông, khu neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và sạt lở bờ biển. Trên đất liền, trưa và chiều ngày 7 tháng 9, từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, trong đó Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình là 5 tỉnh, thành phố được dự báo chịu tác động mạnh nhất của bão. Gió vùng ven biển gần tâm bão có thể lên tới cấp 9, cấp 11, giật cấp 13. Nếu bão đi lệch lên phía Bắc thì tác động yếu hơn. Ông Mai Văn Khiêm lưu ý, do ảnh hưởng của bão, từ ngày 7 đến ngày 9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có lượng mưa khoảng 200-300mm, có nơi trên 500mm, nguy cơ rất cao, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Nếu bão đi lệch về phía Bắc thì mưa sẽ ít hơn.